và VBS lên lịch chiếu một bộ phim thời sự 10 tập The Vietnam War của đạo diễn Ken Burns, tin tức đến từ Orlando, Florida. Kính thưa quý vị, đa truyền hình PBS loan báo hôm thứ Tư là bộ phim thời sự lịch sử 10 tập của đạo diễn Ken Burns mang tên The Vietnam War sẽ được trình chiếu lần đầu tiên trong hai tuần của tháng 9 năm nay. 5 tập đầu sẽ chiếu lúc 8 giờ tối mỗi ngày từ ngày 17 tới ngày 21 tháng 9 và 5 tập sau đó sẽ chiếu trong tuần sau từ ngày 24 đến 28 tháng 9. Đạo diễn Ken Burns trong 3 thập niên qua đã từng thực hiện rất nhiều bộ phim đáng nhớ trong hệ thống của đài truyền hình PBS. Trong một công tuyên bố thì ông đã nói rằng cuộc chiến tranh Việt Nam là một thập niên đau khổ đã tước đoạt mạng sống của hơn 58.000 người Hoa Kỳ. Kể từ cuộc nội chiến của Mỹ chưa bao giờ chia rẽ đến như thế. Không có một người Hoa Kỳ nào đang sống ngày nay mà không bị cuộc chiến đó ảnh hưởng theo một cách nào đó, từ những người đã chiến đấu và hy sinh trong chiến tranh, cho đến những gia đình quân nhân và tù nhân chiến tranh, tới những người chống chiến tranh trong một mối xung đột trực tiếp với chính quyền và đồng bào của mình. Theo một số nguồn tin quen thuộc với dự án này, The Vietnam War của Ken Burns sẽ bao gồm nhiều hình ảnh và lời kể của người Việt miền Nam chứ không chỉ cái nhìn của các cựu quân nhân Hoa Kỳ. Người xem có thể theo dõi bộ phim này một cách trực tuyến qua trang mạng pbs.org và các ứng dụng của PBS cho iOS, Android, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV cũng như là Comcast. Tất cả các tập phim có thể được xem lại sau ngày 3 tháng 10 kính thưa quý vị.